Công ty Lưới Nhựa Thanh Hà xin kính chào quý khách hàng. Công ty chuyên sản xuất và cung cấp ra thị trường các dòng sản phẩm lưới nhựa như lưới đựng trái cây, lưới đựng nông sản, lưới bao hoa, lưới bông tắm, lưới chăn nuôi. Với quy mô sản xuất rộng lớn, công ty luôn đáp ứng được các đơn hàng lớn nhỏ trong thời gian ngắn, chiết khấu cao cho các đơn hàng có số lượng lớn, vận chuyển và giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Theo như chúng ta vẫn biết, hoa cúc tượng trưng cho sức sống, sự trường thọ và cả phúc lộc, niềm vui, tượng trưng cho sự hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, tổ tiên. Vì lẽ đó, những ngày tuần rằm mùng 1 hàng tháng hay độ Tết đến xuân về, người ta lại mua hoa cúc để trưng bày trên bàn thờ, đặt trước cổng hay trước thềm nhà những cái chậu cúc vàng với mong muốn một năm mới dồi dào sức khỏe và phúc lộc. Đi dọc các chợ, chúng ta dễ dàng bắt gặp các sạp bán hoa bày bán rất nhiều loại hoa khác nhau, trong đó có loài hoa cúc là phổ biến nhất, với hai màu sắc truyền thống là màu trắng và vàng. Để hoa giữ được cánh đẹp, lở đúng thời điểm thì mọi nhà vườn đã sử dụng túi lưới để chụp hoa cúc giúp bảo vệ cánh hoa. Lưới bao hoa được làm từ chất liệu nhựa nguyên sinh PE, có độ đàn hồi tốt, ôm trọn nụ hoa từ lúc bé đến khi lớn. Lưới bao hoa sẽ giãn dần theo sự phát triển của hoa mà không ảnh hưởng đến mẫu mã của hoa. Lưới bao hoa được nhiều nhà vườn sử dụng cho các loại hoa cúc giúp bảo vệ tránh khỏi sự xâm nhập của côn trùng, sâu bệnh gây hại hay điều kiện thời tiết mưa to, gió lớn gây ảnh hưởng tới chất lượng hoa. Lưới được thiết kế dạng mắt cáo thông thoáng, liên kết chặt chẽ với nhau, đã được cắt thành các đoạn có kích thước như 8cm, 9cm, 10cm, 11cm, 12cm hay 13cm, thích hợp cho nhiều loại hoa cúc to nhỏ khác nhau hay một số loại hoa khác cũng có thể dùng được. Túi có thể chịu được thời tiết nắng mưa ngoài trời mà không bị đứt, bay mục trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, túi lưới bao hoa cúc còn có thể tái sử dụng, giúp tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường. Lưới mỏng có trọng lượng nhẹ nên dễ dàng cất giữ cũng như mang theo. Lưới bọc hoa giúp kìm hãm không cho hoa lở sớm, giảm va đập cho hoa trong quá trình vận chuyển, giúp vận chuyển hoa được xa hơn. Để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm hay tham khảo thêm nhiều sản phẩm khác, quý khách hàng vui lòng truy cập website hoặc gọi điện vào số hotline hiện trên màn hình để nhân viên của công ty hỗ trợ tư vấn và giúp quý khách hàng đặt hàng nhanh chóng nhất.